Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp trực tuyến với hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, tiếp tục thảo luận biện pháp cấp bách chống dịch trong các cụm công nghiệp, khu công nghiệp và khu vực dân cư. Từ điểm cầu Bắc Ninh, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết số ca mắc mới COVID-19 vẫn tăng lên, song tình hình vẫn được kiểm soát. Địa phương đang tiếp tục tăng cường phòng chống dịch trong khu lưu trú của người lao động. Ngành y tế đã phối hợp với bộ phận thường trực của Bộ Y tế xây dựng tiêu chí về đối tượng tiêm vaccine trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục đẩy nhanh truy vết, yêu cầu khai báo y tế, tiêm vaccine cho đối tượng đã tiêm mũi 1 và cho công nhân môi trường. Tại Bắc Giang tiếp tục triển khai xét nghiệm tầm soát trên toàn tỉnh, đặc biệt tại các điểm nóng có thể có ca bệnh như bến xe, bến tàu và chợ, đặc biệt là huyện Việt Yên, nơi có mật độ công nhân cao. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bắc Giang tiếp tục kiểm soát chặt, không để người về các tỉnh khác, giữ an toàn cho các tỉnh. Với các doanh nghiệp khôi phục sản xuất có cam kết an toàn và kịch bản dự phòng trong trường hợp có F0, đồng thời các điểm là khu nhà trọ cần được kiểm soát chặt giống như cách ly. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng được phát hiện từ ngày 26 tháng 5, đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã có 5 bệnh viện, 1 phòng khám bị phong tỏa. Số ca dương tính tại thành phố mỗi ngày không ngừng tăng nhanh. Trước tình hình trên, các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh đang căng mình triển khai giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện kịp thời những ca bệnh nghi dương tính SARS-CoV-2 đến bệnh viện khám và điều trị. Từ ngày 27 tháng 5 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp ghi nhận có 5 bệnh viện và 1 phòng khám bị phong tỏa vì dịch COVID-19. Dịch bệnh đã lưu hành trong cộng đồng, bệnh viện là nơi nhạy cảm và dễ dàng bị tấn công. Bằng chứng là nhiều trường hợp được phát hiện khi đến bệnh viện khám và việc phong tỏa nội bất xuất, ngoại bất nhập được thực hiện chặt chẽ. Tình thế bất ngờ với nhiều người bệnh và thân nhân, dù vậy để phòng dịch, mọi người đều cố gắng thu xếp. Muốn đi đâu thì người ta mua đồ chỉ cho chứ không có cho đi lung tung. Thì vẫn phải chịu thôi, sao giờ mình cũng phải bảo vệ người khác cũng phải bảo vệ mình. Bây giờ phải chung tay mà lo cái vụ dịch này thôi. Hàng chục ca mắc mới trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh gồm nhiều chuỗi lây nhiễm khác nhau, nhưng có một điểm chung là được phát hiện tại bệnh viện. Thực tế này cho thấy các bệnh viện đang phải chịu áp lực rất lớn về năng lực phòng thủ để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhiễm. Thời điểm này, các cơ sở y tế như Bệnh viện Thủ Đức đang căng mình kiểm soát dịch. Nhiều biện pháp đã được thực hiện nghiêm ngặt như phân luồng, xây dựng phòng khám sàng lọc và bố trí lực lượng y tế nhằm kiểm soát hàng nghìn người ra vào mỗi ngày. Trong trường hợp mà người bệnh mà có yếu tố dịch tễ, có hoặc là không có triệu chứng thì người bệnh sẽ được phân luồng sang phòng khám sàng lọc số 55 của bệnh viện. Thì đây là phòng khám được có các bác sĩ vào điều dưỡng của khoa nội nhiễm. Còn trong trường hợp mà người bệnh dương tính thì bệnh viện sẽ kích hoạt chế độ để đảm bảo là khử khuẩn, cách ly cũng như là xử trí tốt nhất đối với trường hợp mà có ca bệnh dương tính. Thành phố cũng đã chủ động xây dựng một cái kế hoạch về phía điều trị để sẵn sàng ứng phó nếu mà dịch còn diễn biến phức tạp. Năm rồi thì chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch là lên đến 500 ca dương tính. Nhưng mà năm nay chúng tôi vừa xây dựng xong và đã ban hành là kế hoạch lên đến 5.000 ca dương tính. Với một kế hoạch về chúng tôi đã chủ động hơn trong nguồn lực, đặc biệt là về nhân lực và cũng như vật lực. Theo thông tin từ cuộc họp sáng nay của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới thành phố sẽ tiến hành lấy mẫu trên diện rộng ở tất cả các quận huyện để đảm bảo an toàn khám chữa bệnh. Vừa làm nhiệm vụ phòng dịch, truy vết dịch dưới địa bàn dân cư, các bệnh viện đang ngày đêm triển khai thần tốc lực lượng y tế trong và ngoài bệnh viện một cách đồng bộ, hiệu quả nhất. Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19. Công văn nêu rõ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 29 tháng 5 tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ vào tình hình dịch tại nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn lập danh sách những trường hợp nguy cơ cao nhiễm SARS-CoV-2 để triển khai tiêm trước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị phương tiện và con người để phối hợp với các đoàn hỗ trợ của Bộ Y tế thực hiện triển khai tiêm hết số vaccine đã được cấp phải xong trước ngày 10 tháng 6 cho các trường hợp đã lựa chọn. Ngoài 150.000 liều vaccine đã cấp trước đó vào sáng 29 tháng 5, Bộ Y tế đã phân bố thêm 50.000 liều nữa cho tỉnh Bắc Ninh. Sau gần 3 ngày đi vào hoạt động, việc điều trị và vận hành hoạt động bệnh viện đã đi vào ổn định.
Vào tối ngày 29 tháng 5, thì Bộ Y tế cho biết là hiện Bệnh viện Dã chiến số 2 ở nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận hơn 620 bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế phụ trách tổ điều trị của Bộ phận Thường trực đặc biệt Bộ Y tế tại Bắc Giang cho biết, qua 2 ngày hoạt động, các bên liên quan đã phát hiện những bất cập và kịp thời rút kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp để đảm bảo theo dõi sát người bệnh và an toàn cho nhân viên y tế. Hiện nay thì các chuyên gia hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã được điều về Bắc Giang để hỗ trợ các cơ sở điều trị về lĩnh vực hồi sức cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa chỉ đạo giãn cách xã hội trên toàn thành phố theo chỉ thị 15 cộng kể từ 0 giờ ngày mai. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 thì sẽ phong tỏa theo chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày. Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng nay. Theo quyết định tại cuộc họp, từ 0 giờ ngày mai, toàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, tức là dừng các sự kiện tập trung trên 20 người một phòng, không tụ tập quá 5 người nơi công cộng, thực hiện nghiêm việc giãn cách 2 mét khi giao tiếp, tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, trừ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các mặt hàng thiết yếu, hạn chế di chuyển từ vùng có dịch tới các địa phương khác. Người dân, nhất là trên 60 tuổi, chỉ ra khỏi nhà khi có việc thật sự cần thiết. Hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh, trừ trường hợp cấp bách. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Việc giãn cách thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khu dân phố cách ly khu dân phố, phường cách ly phường. Nếu khu vực nào không tuân thủ, sẽ quy trách nhiệm người đứng đầu để xử lý theo quy định. Tôi xin nhắc lại cái thực hiện các biện pháp về giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 cộng như nói lên cũng áp dụng từ 0 giờ ngày 31 tháng 5 2021. Tôi đề nghị là triển khai thực hiện một cách nghiêm các cái chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố trước đó. Trong đó tôi xin nhấn mạnh một cái yếu tố là doanh nghiệp sản xuất, các cái cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu thì vẫn hoạt động nhưng phải thực hiện một cách nghiêm cái quy định trong công tác phòng chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng trên toàn thành phố, trước hết là những đơn vị bầu cử, tổ bầu cử, những nơi liên quan đến hội viên của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Về nguồn nhân lực y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị huy động thêm sinh viên của Trường Đại học Y Dược và Y khoa Phạm Ngọc Thạch hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm, nâng công suất lấy mẫu lên 50.000 mẫu đơn một ngày. Tất cả hơn 280.000 lao động và 3.000 chuyên gia tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Công nhân khi ra khỏi khu vực phải báo cáo với người quản lý nhân sự và phải khai báo y tế khi trở lại. Cũng tại cuộc họp khẩn sáng nay thì người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, chúng ta đã bị thủng lưới từ một trường hợp phạm luật đặc biệt nghiêm trọng. Tình huống hết sức khó khăn, phức tạp, buộc chúng ta phải có các biện pháp quyết liệt và có hiệu quả nhất. Theo ông Nên, tình huống nguy hiểm mới buộc Thành phố Hồ Chí Minh phải hành động tương xứng, nếu không thì tình hình dịch có thể vượt khả năng và tầm kiểm soát. Từ đó đòi hỏi các cơ quan chức năng phải hết sức bình tĩnh, chủ động, dự báo sát tình hình và đưa ra giải pháp tiếp cận hiệu quả nhất. Cũng trong chiều nay, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định là các siêu thị, các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa hoạt động bình thường trong thời gian thành phố giãn cách với nguồn hàng dồi dào, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân. Người dân không cần phải quá lo lắng đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ dẫn đến hiện tượng chen chúc, không tuân thủ các quy định chống dịch. Dù ở tuyến đầu hay ở hậu phương, những chiến sĩ áo xanh hay áo trắng đều mang chung một tinh thần sẵn sàng vì bình yên cho cộng đồng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã chứng kiến hàng trăm nhân viên y tế được huy động gấp rút xuyên đêm để lấy hơn 50.000 mẫu xét nghiệm. Những bác sĩ trẻ sẵn sàng cạo chọc tóc để chi viện ra Bắc Giang. Thì mình cũng đã từng phải mặc những bộ đồ bảo hộ, thì mình cũng hiểu được cái khó chịu, cái nóng lực và những cái bất tiện mà nó khi mà mình mặc bộ đồ đó. Muốn chuẩn bị một cái tinh thần cũng như là cái thể chất tốt nhất, mình muốn gọn gàng nhất, sạch sẽ nhất. Ít lây nhiễm nhất thì đó là cái lý do chính mà mình cắt tóc, thì để chủ yếu là để tập trung phục vụ cho các công tác chuyên môn. Đêm qua, bác sĩ trẻ Đặng Minh Hiệu đã từ sân bay Tân Sơn Nhất cùng đồng đội chi viện Bắc Giang.
hành trang lớn nhất là mái đầu trọc và nụ cười tự tin của người bác sĩ trẻ. Họ biết rất rõ mình sẽ phải đối mặt với trách nhiệm nặng nề, nhưng vẫn quyết tâm viết đơn tình nguyện. Sẵn sàng đi vào tâm dịch cũng là tinh thần chung của hơn 150 nhân viên y tế của Thành phố Hồ Chí Minh khi nhận nhiệm vụ lấy mẫu cho 50.000 người dân đêm ngày 28 tháng 5. Đó là đêm trắng của quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Thật sự ông xã em cũng làm bên quân đội, ông xã em cũng đi phòng chống dịch giống như em, nên hai vợ chồng cô không có cảm thấy khó khăn, ai cũng tự nguyện để đi hết rồi. Liên tục công sức làm việc liên tục hồi sáng giờ, rồi từ bên điểm bên phường 15 qua bên đây, nói chung là làm liên tục, hai phiên nhau nghỉ cỡ 1-2 phút, không dám uống nước luôn, chưa ăn uống gì hết. Đây là lần lấy mẫu lớn nhất của thành phố trong hơn một năm qua. Nhân viên từ khắp các bệnh viện được huy động. Nóng bức mùa hè trong đồ bảo hộ, nhưng họ không dừng tay cho đến khi xong việc. Bởi lấy mẫu càng sớm, kết quả càng nhanh, thành phố mới có cơ sở khoanh vùng, truy vết. Công việc này thực tế đã bắt đầu ngay khi đợt dịch thứ tư bắt đầu. Mà ví dụ đa số là dân anh chị chống dịch, dân ở dưới tỉnh á, thì có những cái lúc mà có bùng dịch á, mấy anh chị không dám về nhà luôn. Bây giờ nếu như mà nói không sợ thì là nói dối, nhưng mà sợ thì bây giờ ai làm. Khó khăn thì bây giờ dịch cả nước thì ai cũng khó khăn hết trơn, không có riêng mình. Còn gia đình thì hoàn toàn ủng hộ cho tụi em công tác chống dịch. Cả nước phải chung tay vô đóng góp thôi chứ cũng phải mình. Trong khi người dân thành phố đang cố gắng hạn chế ra khỏi nhà nhiều nhất có thể, thì nhân viên y tế, công an, dân phòng lại bước đi vào những nơi nguy cơ nhất. Phía sau họ là gia đình, con thơ, là bình yên của thành phố. Những ngày gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các trang mạng xã hội đã chia sẻ rất nhiều thông tin về chàng trai trẻ Đặng Minh Chí, 24 tuổi, quê ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Một mình đã lái xe cứu thương từ miền Trung ra hỗ trợ Bắc Giang chống dịch. Những chia sẻ từ người trong cuộc sẽ giúp cho quý vị hình dung rõ hơn tinh thần vì cộng đồng đang tạo thêm niềm tin rằng dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi. Vì lời Bác dặn, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, vì tinh thần cả nước chống dịch, tạm biệt Quảng Bình một thời gian, tạm biệt gia đình, tạm biệt cô gái tôi yêu. Đó là những dòng chia sẻ đầy tình cảm, tạm biệt những người thân yêu của anh Đặng Minh Chí trên trang cá nhân Facebook trước khi tự lái chiếc xe cứu thương vượt gần 600 km ra Bắc Giang chung tay chống dịch. Cũng xem qua thông tin báo đài cũng biết là Bắc Giang là hình dịch diễn biến phức tạp và căng thẳng, cho nên em cũng hỏi xin xe của công ty để ra đây hỗ trợ về Bắc Giang phòng chống dịch. Ban đầu thì gia đình em phản đối kịch liệt ấy, nhưng mà sau khi nghe được nguyện vọng của em, và em cũng có khuyên anh về gia đình rằng là để em đi, bởi vì việc này là việc em làm là đúng, và một phần em làm là vì nghĩa vụ của mình là công dân, cho nên ba mẹ em cũng hoàn toàn ủng hộ đồng ý. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên công việc hàng ngày của Chí cũng không cố định. Khi thì vận chuyển các mẫu bệnh phẩm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, khi thì vận chuyển các vật tư y tế cho các bệnh viện dã chiến, hoặc đưa cán bộ đi kiểm tra khu cách ly. Bất cứ khi nào cần, anh đều sẵn sàng lên đường. Những lúc mệt mỏi nhất, anh lại được nghe những lời động viên của bố mẹ từ quê nhà qua chiếc điện thoại. Ngày bắt đầu công việc thì không thể tính giờ giấc được. Có thể em đi làm sớm từ lúc 1:20 sáng đến tận 9:10 giờ đêm em mới về. Một ngày thì em cũng tranh thủ ngủ nghỉ được khoảng tầm 4 tiếng. Mong muốn của em hiện tại thì muốn là Bắc Giang quản lý được, kiểm soát được dịch bệnh, và mong là mau dịch bệnh mau hết. Trước cái tình hình phức tạp của dịch bệnh thì nhằm chia sẻ với lại cán bộ y bác sĩ của CDC Bắc Giang nói riêng và tất cả các lực lượng bác sĩ của trong tỉnh nói chung, thì có một số đồng chí là từ miền Trung như là Quảng Bình, Nghệ An đã ra đến CDC để cùng chia sẻ, đóng góp để đẩy lùi cái dịch bệnh.
tinh thần vì cộng đồng của Chí đã lan tỏa sang những người khác. Lại có thêm những người con miền Trung xung phong lao vào điểm nóng để chung tay với cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Qua một số phương tiện thông tin thì chúng tôi cũng biết được là ở Bắc Giang tình hình dịch bệnh đang căng thẳng. Thì đương nhiên là cũng có một chút phần nào lo lắng, nhưng mà vì công việc cần gấp thôi thúc chúng tôi phải lên đường. Tin chúng tôi vừa thực hiện, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 9 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được phép hoạt động trở lại. Nhiều nhà máy đang chờ được thẩm định mức độ an toàn để có thể tiếp tục vận hành, sớm ổn định sản xuất, nhưng phải đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu trong các nhà máy là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trong cuộc làm việc trực tiếp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vào chiều nay. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang khẳng định địa phương đã đánh giá được mức độ phức tạp của dịch bệnh, lường trước các phương án, chuẩn bị các cơ sở vật chất cần thiết cho kịch bản xấu hơn. Chưa bao giờ Bắc Giang cách ly một lúc nó nhiều như thế này. Là hiện nay chúng tôi là đủ cái công suất để cách ly gấp rưỡi cái số hiện nay đang có. Cho nên là cái số này chúng ta mới đang sử dụng là trên 2/3 công suất mà các khu cách ly đã được thiết lập. Như vậy chúng ta còn có thể có tình huống xấu hơn thì vẫn có thể đáp ứng được. Theo đánh giá của Bộ Y tế, tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, nhưng trang thiết bị y tế để đáp ứng trong các khu điều trị vẫn còn thiếu. Máy thở vẫn thiếu, máy HFNC thì được khoảng 17 cái, tức là cái số lượng 11 cái thở, cái máy không xâm lấn, báo cáo Phó Thủ tướng là vẫn còn thiếu. Cho nên là chúng tôi cũng rất muốn đề xuất là bên cạnh cái việc hỗ trợ của Bộ Y tế thì là tỉnh các đồng chí cũng phải rất chủ động. Tại các khu công nghiệp, hiện có 40 trên 375 doanh nghiệp đăng ký sắp xếp quy trình để hoạt động trở lại. Trong đó, 8 nhà máy đã chính thức vận hành với hơn 4.000 công nhân. Còn 30.000 doanh nghiệp đang trong quá trình chờ được các cơ quan chức năng thẩm định mức độ an toàn. Bên cạnh đó, đảm bảo lưu thông hàng hóa từ tỉnh đi các địa phương cũng cần thêm sự hỗ trợ từ nhiều phía. Hiện nay nó có cái khó khăn là cái lái xe mà đã vào các khu công nghiệp hoặc là tỉnh Bắc Giang khi quay lại các tỉnh khác là phải thực hiện cái việc cách ly 21 ngày. Thì cái này rất là khó. Báo cáo của Chính phủ Thủ tướng, nếu mà với cái tình hình mà các cái hoạt động của các doanh nghiệp mà trở lại hoạt động độ 50% công suất thì hàng ngày thì trong địa bàn các khu công nghiệp nó có hàng nghìn chuyến xe ra vào. Thì cái này nếu mà thực hiện như thế thì cũng rất là khó khăn. Xe phải chuyển vào các trung tâm thương mại thì cơ bản là thuận lợi. Nhưng các trung tâm thương mại siêu thị mà gần các cái khu công nghiệp như là của Bắc Ninh chẳng hạn thì nó có khó khăn nhất định. Cái thứ hai, nếu phải vào các cái huyện thì người ta có các chốt chặn khác nhau thì cũng có khó khăn nhất định. Cái thứ ba nữa là vào các cái chợ đầu mối như là chợ Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, chợ Dầu Giây thì nó cũng có những cái việc là phải kiểm soát theo quy định, và chúng tôi cũng đã trao đổi với tất cả chỗ đó là phải bảo đảm cao nhất cho cái phòng dịch. Phát biểu tại buổi họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh đảm bảo phòng dịch tại các khu công nghiệp cần phải được đặt lên hàng đầu. Mục tiêu lớn là sớm đưa nhà máy sản xuất trở lại, nhưng cần phải rất an toàn. Thì đây hôm nay tôi vẫn nói là phải có hai giải pháp. Một là tiêm phòng, hai là phải truy vết cách ly nhanh, dập dịch nhanh. Thì cái này rất cần. Cái đấy là cái khó khăn, cái nút của tất cả các vật tư. Như tôi nghĩ vật tư không phải là Bắc Giang người ta đi xin cái nọ cái kia, không phải. Xin cơ chế nó. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bắc Giang tập trung cao độ trong việc xây dựng phương án tiêm phòng cho nhân dân và công nhân tại các khu công nghiệp. Đây là điều kiện quan trọng để công nhân, người lao động yên tâm sản xuất. Quý vị, thời vụ thu hoạch vải thiều đúng vào đợt dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ. Điều này chắc chắn sẽ đặt ra những khó khăn nhất định đối với công tác tiêu thụ. Tuy nhiên, tỉnh Bắc Giang đã chủ động xây dựng các kịch bản tiêu thụ ứng phó với dịch và đang thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ an toàn các vùng trồng vải, quyết tâm tiêu thụ hết 180.000 tấn vải. Ngay từ đầu buổi sáng, các điểm cân vải tại phố Kim, xã Phượng Sơn đã rất nhộn nhịp. Hoạt động mua bán diễn ra nhanh chóng. Với những người trồng vải, không phải ngày hôm nay mà từ nhiều ngày qua, việc tiêu thụ khá thuận lợi. Tôi cũng thu hoạch được 2 tấn rồi mà tiêu thụ thì cũng được, cũng dễ dàng thôi. Giá thì cũng từ 16 đến 18.000 cân. Năm nay thì nó dịch, khi nó không dịch thì chắc cũng đắt hơn, nhưng mà nó dịch vậy mà năm nay tạo điều kiện bán như này là cũng được rồi. Huyện Lục Ngạn bước vào vụ thu hoạch vải được gần chục ngày nay, nhưng sản lượng chưa nhiều. Trên địa bàn huyện có gần 80 điểm cân đang hoạt động. Điểm cân này hoạt động từ 10 ngày nay.
hàng chục tấn vải được thu mua, cung ứng cho thương nhân vận chuyển tiêu thụ tại thị trường miền Nam. Sản lượng tiêu thụ của mỗi ngày là từ 15 đến 30 tấn một ngày, trong cái khoảng đấy. Ít thì 15 tấn mà nhiều thì 30 tấn. Là vải u hồng này, chúng tôi đang mua ở cái giá từ 15 đến 20 nghìn một cân. Thế còn cái giống vải chín sớm mà gọi là vải Thanh Hà, nó đang dao động ở cái giá là 25 ngàn. Dự kiến sản lượng vải của huyện Lục Ngạn trong vụ này ước đạt 120.000 tấn, trong đó có khoảng 20.000 tấn vải sớm. Số lượng vải tiêu thụ tăng nhanh trong những ngày gần đây. Việc tiêu thụ đang diễn ra thuận lợi. Tình hình đã tiêu thụ cũng rất là thuận lợi. Giá dao động từ 15 đến 25.000 đồng trên một cân, tạo mọi cái điều kiện cho các cái doanh nghiệp cũng như là các cái thương nhân đến để mà giám sát và thu mua vải thiều. Thế và có những cái biện pháp để phòng tránh dịch COVID-19. Hiện nay thì đã có nhiều các cái doanh nghiệp lớn đã đến để ký kết ngay từ đầu vụ cho bà con nhân dân với cái mức giá cũng khá cao, khoảng từ 20.000 trở lên. Đã có hơn 4.000 tấn vải thiều Lục Ngạn được tiêu thụ thuận lợi từ đầu mùa vụ đến nay ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Hoạt động thu mua vải thiều sẽ sôi động hơn trong những ngày tới khi mà nhiều trà vải cho thu hoạch. Hiện nay đã có hơn 170 đầu mối thương nhân đăng ký thành lập 250 điểm cân.